Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình ngày nay. Tiếp tục lại lên sàn cho các bạn những con chim của nhà mình đang có nha các bạn nhá. Trên màn hình các bạn chính là con Amu và một con Cat Treo các bạn. Mình sẽ zoom cho các bạn coi con Amu này cực kỳ đẹp đấy các bạn thấy không? Hiện tại bây giờ là còn các cái dòng chim dòng lượn đá lưu như kiểu là Amu và Cat Treo Hoppy nha các bạn nhá. Bởi vì các cái dòng ưng như ưng Spa, Betsa và ưng Ấn giờ gần như nó hết mùa đấy các bạn, còn rất là ít. Mấy hôm nay thì mình được có một hai con Spa thôi. Đấy, nhưng mà bắt đầu các cái dòng dòng đá lô các thứ thì lại bắt đầu nhiều đấy các bạn. Đây chính là con kết treo của mình đây các bạn, rất là đẹp luôn. Hai con này thì mình cọc ở ngoài chỗ này các bạn, chỗ này nhà mình đi đi lại lại nhiều, nó khá là dạn người đây. Đại loại là bỏ thức ăn cái là lao vào đền ăn luôn đấy các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, dòng này là dòng lượn nha các bạn nhá, lượn đá lưu thôi. Còn săn thì cũng rất là khó tập để săn, mặc dù ngoài tự nhiên thì nó vẫn đi săn chuột, săn đồ bình thường như các bạn. Nhưng mà về nhà thì về tay con người thì gần như là nó không săn, bởi vì cái đặc tính của cái dòng diều này ý các bạn, nó bắt con mồi nó phải yên yên lặng ý các bạn, con mồi nó phải bất động hoặc là như thế nào con mồi mất cảnh giác thì nó vấy nao xuống nó chụp đấy. Nó không như kiểu dòng ưng nó nhìn thấy con mồi cái là nó đuổi đấy, con mồi chạy là nó đuổi theo đấy. Nhưng những cái dòng dòng lượn này thì khi như con mồi mà nó chạy là con chim của mình nó sẽ không đuổi đâu. Đấy, đặc tính của cái dòng diều nó là như vậy các bạn. Những con Amu này cực kỳ đẹp này, lông lá rất là mịn luôn nhá. Rồi ok, bây giờ sẽ vào kia sâu tiếp cho các bạn coi nhá. Rồi ok, đây là trong cái chuồng nhà mình nuôi các bạn. Đây thì trên màn hình các bạn ấy tiếp tục lại có hai con Cat Treo và một con Amu các bạn. Đấy, con Amu đây các bạn. Con Amu này thì giống hệt con Amu ở kia chưa. Đấy, mình zoom cho các bạn coi những cái dòng Amu này thì rất là dễ thương các bạn nhá, bởi vì cái đặc tính của nó rất là hiền luôn đấy các bạn. Đặc tính của Amu cực kỳ hiền. Hiền thì chúng ta có thể cho trẻ con chơi được các bạn. Mình zoom lại đây cho các bạn coi con spa của mình đây các bạn. Đây chính là con spa khủng của mình đây. Con này nó đang bị đau chân thì các bạn, bị sưng một bên chân thì mình đang đang nuôi cho nó dưỡng thương các bạn. Con này rất là to, to như con bé mái luôn. Chân của nó thì cũng khá là ổn đấy các bạn. Chắc 1 2 ngày nữa thì mình đang cho uống alpha choi thôi. Đang ăn ăn phạt choi thì vài ngày thì nó ổn định trở lại. Ở đây thì mình có ba em. Đấy, một con spa mắt đỏ là con trống như các bạn nha, còn hai con kia là hai con cũng có hai con trống nhưng mà spa mắt đỏ là spa của Nhật Bản. Còn hai con này là spa của Trung Quốc các bạn. Đấy. Nó đã đứng trên cầu nó tự ăn này các bạn. Mình quay trong trong buổi chiều cho nên là ánh sáng nó hơi tối. Đấy, khi mình bước vào cái một con nó đã nhảy xuống rồi. Chưa? Rồi ok, thì clip này thì mình giới thiệu cho các bạn về những cái con spa của nhà mình đang có cho các bạn nhé. Và những con Amu Cat Treo của nhà mình. Đấy, mình cũng bán giá tương đối rẻ cho anh em. Thì anh em nào mà ở từ Sài Gòn đổ ra hay là Đà Lạt, quốc lộ 20 các bạn, thì mình sẽ gửi được cho các bạn nhé. Giờ này ít spa rồi cho nên là cũng lười gửi spa đi xa. Con Amu này rất là dễ thương các bạn. Con này mình cho nó đậu trên găng trên tay suốt, trên tay không dùng găng như các bạn nhé.
Những cái dòng này thì nó lại không siết găng, bóp găng như kiểu là các cái dòng ưng. À, cho nên nên găng nó không có bóp găng như bạn. Nếu nó bóp găng thì sẽ rất là đau. Nếu nó bóp lên tay mình mà mình không dùng găng thì bóp sẽ rất là đau nếu mà đối với các dòng ưng. Còn đối với các cái dòng diều như kiểu là Amu hay là Kestrel hay là Hobby các bạn, gần như là nó sẽ lên tay mình gần như nó không bóp đâu. Những con Hobby này thì những con Amu này thì sẽ có giá là 200 các bạn, 200k một con. Đấy, còn cắt treo thì 250 300 nha các bạn nhá, tùy vào trồng mái. Đây là con spa mắt đỏ của mình các bạn. Spa này thì có cái cậu em có trên Hà Nội thì con này nó bị lỗi nong đuôi các bạn. Nong đuôi của nó hơi bị xấu với lại nó gãy. Đấy thì con này mình nuôi khá là lâu rồi các bạn, chắc phải đến hơn chục ngày rồi. Bay nhảy các thứ rất là ok. Đấy, các bạn thấy cái nong đuôi của nó không? Đấy, hơi te tua một tí thôi nhưng mà đại loại là mình bán rẻ cho cậu kia có 100.000 bằng cạc điện thoại thôi. Cho nên này về các đấy cậu nghịch thôi chứ còn săn các thứ thì vẫn bình thường nha các bạn nhá. Bán gần như là bán bằng giá mua rồi các bạn. Mất bao nhiêu công chăm sóc đấy. Rồi ok, clip này thì mình xin dừng ở đây nha. Bạn nào mà cần chim thì cứ liên hệ với mình nhé. Mình gửi được thì mình sẽ báo cho anh em. Và tất cả những cái giao dịch của mình đều phải chuyển khoản thì mình mới gửi chim đi nhá. Chim gửi đi thì các bạn hoàn toàn yên tâm thì mình sẽ bảo hành cho các bạn chim khỏe mạnh tận nội đến tận tay cho các bạn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.